Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 6 tháng 12, tại khu vực số 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên, một nhân viên cạnh hiện trường cho biết, thời điểm trên anh đang trông xe cho quán ăn thì nhìn thấy một nhóm người đối diện quán ăn ẩu đả nhau. Lúc đó khu vực này có quán trà đá, mọi người tập trung xem người dân đổ ra đường ăn mừng khá đông. Ngay sau đó, một số người ngồi đây xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, cốc uống nước với điếu cày bị hai nhóm này ném loạn xạ. Ảnh, Facebook. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả một người đàn ông bị đâm trúng, con dao găm vào người, nhóm gây án bỏ chạy ngay sau đó, công an có mặt thì họ đã kịp chạy thoát, nhân chứng chia sẻ. Ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Sanh Pôn, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.